đang sử dụng nó sẽ bị xuống màu, nó bị đen, thậm chí là bị oxy hóa. Các bác đang quan tâm và mong muốn để có thể mua được một bộ đỉnh đồng cho không gian thờ tự nhà mình, tuy nhiên thì lại lo sợ rằng sau một thời gian sử dụng nó sẽ bị xuống màu, nó bị đen, thậm chí là bị oxy hóa hay xỉn xanh. Và đặc biệt đối với những cái bộ đỉnh đồng mà nó kém chất lượng, thậm chí sau một thời gian sử dụng ngắn thôi thì nó còn xảy ra tình trạng là bị xuống màu đã rất là xấu rồi này, và bên cạnh đó nó còn không giữ được nguyên cái hiện trạng ban đầu, thì điều này không chỉ làm cho cái không gian thờ tự của các bác trở nên mất đi sự trang nghiêm và nó không còn vẻ đẹp thẩm mỹ nữa, mà bên cạnh đó còn tốn thời gian, thậm chí là chi phí để cho cái việc mà chúng ta có thể là sắm sửa lại những bộ đỉnh thờ mới hay là phải đi sửa lại những cái bộ đỉnh thờ cũ. Đây cũng là một trong những cái lý do mà Sở Nhà Em quyết định để có thể là tạo ra một cái bộ đỉnh đồng, nghiên cứu trong suốt 3 tháng liền để cho ra một bộ đỉnh đồng mới nhất với công nghệ tốt nhất để khắc phục được toàn bộ những cái nhược điểm đó. Với chất liệu là đồng vàng này, màu sắc thì được làm hun nâu giả cổ với công nghệ cao cấp nhất hiện nay. Các bác có thể nhìn toàn bộ cái bộ đỉnh đồng này, nó sẽ có một cái màu nâu tương đối trầm, tuy nhiên thì nó lại là một trong những cái màu cực kỳ bền màu theo thời gian các bác nhá. Về phần đỉnh đồng này, đây sẽ là màu đỉnh đồng cao cấp nhất trong phân khúc đồng vàng. Từ phần nghe ôm cầu trên nắp đỉnh đồng thì luôn luôn được làm liền nguyên khối các bác nhá. Đây sẽ là mẫu mới nhất được làm liền nguyên khối, và trên thị trường hiện nay không có bất cứ một mẫu đỉnh đồng nào liền nguyên khối với đồng vàng đâu các bác ạ. Nghe nhá, toàn bộ nắp đỉnh nghe liền nguyên khối. Khi mà nó liền nguyên khối như thế này thì em còn làm cho nó nhả khói được cho các bác đấy ạ. Tức là khi mà chúng ta xông trầm vào những cái dịp đặc biệt trong năm á, thì chúng ta sẽ đốt bỏ trầm vào trong cái phần bụng đỉnh đồng như thế này, và cái khói trầm nó sẽ từ cái phần bụng nó bay lên ngay trên phần miệng của nghe nhá. Cái này thì khói của chúng ta nó sẽ bay trực tiếp ra từ phần miệng nghe này, làm cho không gian thờ tự được trở nên trang nghiêm và vô cùng ấm cúng. Xuống dưới một chút là các bác phải nhìn thấy cho em là 5 chữ phúc, lộc, thọ, khang và ninh. Và đây sẽ là 5 chữ là chữ hán nôm. Mỗi chữ thì đều vô cùng sắc nét, được triện gấm vào ngay trong từng ô như thế này. 5 chữ phúc, lộc, thọ, khang, ninh bằng chữ hán nôm nhá. Hai tay mây thì được làm liền nguyên khối với phần đỉnh đồng luôn. Và đặc biệt các bác để ý cho em phần tai mây ấy. Đây sẽ là một trong những cái dấu hiệu để các bác nhận biết được tại sao em lại nói đây là một cải tiến và cũng như là nó là một cao cấp. Toàn bộ cái phần hoa văn xoắn ốc của tai mây đều được đánh mịn. Khác với những cái mẫu hàng giá rẻ thì những cái vị trí như thế này thì nó thường là để nhám, tại vì nó sẽ giảm được khá là nhiều cái chi phí làm cho cái phần tai mây nhá. Còn đối với tai mây này thì toàn bộ đều được mài mịn, đánh mịn để cho nó tạo sự hoàn thiện tối đa nhất cho cái mẫu đỉnh đồng này. Xuống dưới một chút thì các bác sẽ nhìn thấy cho em là đôi song long đang chầu nguyệt. Đôi song long này thì nó sẽ được làm liền nguyên khối và đúc nổi ngay trên phần của cái bụng đỉnh đồng các bác nhìn nhá. Toàn bộ đầu rồng, thân rồng hay là toàn bộ họa tiết chân này thì đều liền nguyên khối, tạo nên cái vẻ đẹp chắc chắn, bền bỉ và sử dụng vô cùng yên tâm cho các bác luôn đấy ạ. Đây chính là về phần họa tiết nhá. Ba chân quỳ tam lân này cũng vậy này. Cái diện của lân các bác để ý cho em nhá. Toàn bộ từ cái phần đầu này hay là phần thân bên dưới ấy, đều được đánh mịn, dù là trong các cái góc kẽ rất là bé như thế này thôi cũng được mài rất là mịn này. Và không hề có một cái dấu nào ở chỗ vị trí này nhá. Đấy là lý do vì sao mà em hay nói là nếu những cái vị trí này mà đã được xử lý rất là tốt rồi ấy, thì thường là đây sẽ là những cái bộ đỉnh đồng cao cấp các bác nhé. Đó là về phần chân này, chân, tai, nghe, song long đều là liền nguyên khối 100% cho các bác luôn đấy ạ. Và bên cạnh đó thì có một điều đặc biệt hơn cho cái bộ đỉnh đồng này, và nó cũng là một trong những cải tiến mà em vô cùng tâm đắc cho cái mẫu đỉnh đồng 2025 này. Khi sử dụng những cái bộ đỉnh đồng như này sẽ không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề là phải xử lý sau quá trình sử dụng, ví dụ như là 7-10 năm nó xuống màu, nó trầm hơn thì các bác lại muốn nó sáng bóng và muốn tự tay mình có thể là làm cho cái bộ đỉnh thờ nhà mình được trở nên sáng bóng lại như lúc ban đầu, thì chúng ta chỉ cần cho em một cái vật dụng rất là đơn giản như thế này, đó là cái cọ giữa chén bình thường của chúng ta đấy ạ. Chúng ta sẽ chà một lực tương đối nhẹ lên cái phần cái vị trí mà các bác muốn sáng ấy. Ví dụ em ví dụ cho các bác cái vị trí như thế này đi. Các bác sẽ nhìn thấy đây nhá. Khi mà em sử dụng cái cọ này thì các bác sẽ nhìn thấy này, nó sẽ sáng hơn. Các bác có thể nhìn thấy không ạ? Nó sẽ sáng hơn khá là nhiều so với cái lúc ban đầu. Đây các bác nhìn này. Đấy. Nó sẽ sáng hơn đúng không ạ? Đây. Càng đánh chỗ nào thì nó lại càng sáng bóng,
đến chỗ đó luôn cho các bác và hoàn toàn không hề lo lắng nhé. Nếu mà trong quá trình sử dụng các bác lo lắng là chúng ta di dịch đi thì nó sẽ bị xước hay là vô tình chạm vào một cái vật nhọn, vật cứng gì đó thì nó sẽ bị xước cái màu bên ngoài, thì hoàn toàn yên tâm với cái bộ đỉnh lồng này, màu sắc cực kỳ bền bỉ cho các bác theo thời gian nhé. Đế cũng vậy này, toàn bộ đều được làm màu như vậy. Tiếp theo trong bộ đỉnh đầu đủ sự này sẽ là đôi hạc thờ. Hạc thì luôn luôn đứng trên lưng rùa, hay còn gọi là hạc ngự lưng quy. Ở miệng hạc thì sẽ luôn luôn là ngậm hoa sen này. Các bác sẽ nhìn thấy nhé, miệng hạc ngậm hoa sen. Phía sau lưng hạc sẽ có đầy đủ cho các bác là lá sen, nhụy sen và đài sen như thế này cho các bác luôn nhé. Lá sen, mịn sen và đài sen rất là sắc nét và đẹp đúng không ạ? Toàn bộ đều được bao phủ bởi công nghệ làm màu hun nâu mới nhất, bền bỉ theo thời gian. Phía dưới các bác sẽ nhìn thấy cho em là con rùa đúng không ạ? Hạc ngự lưng quy, tức là hạc đứng trên lưng rùa. Chân nến, chân nến này thì vẫn sẽ có cái màu sắc là hun nâu giả cổ và cực kỳ bền màu với cái màu sắc cao cấp này. Phần cổ nến thì chúng ta sẽ có cho các bác đó là chữ thọ này. Đây, ngay cái phần cổ nến đều có chạm hoa văn cho các bác nhé. Phần đĩa nến này sẽ có cho chúng ta là 4 tứ linh, tương ứng với là long, ly, quy và phụng. Đây sẽ là 4 tứ linh cho các bác nhé. Long, ly, quy và phụng ở phần đĩa nến. Chân nến thì vẫn sẽ có chạm hoa văn cho các bác. Đây cũng sẽ vẫn là 4 tứ linh nhé, là long, ly, quy và phụng đầy đủ cho các bác luôn. Toàn bộ từ cổ nến, đế nến tới đĩa nến ấy, thì nó cũng đều được làm hoa văn một cách cẩn thận, tỉ mỉ nhất tới từng chi tiết nhỏ để tạo nên độ hoàn thiện, độ chuẩn xác và cũng như là độ tinh xảo cao cấp nhất cho cái bộ đỉnh đồng mà trong video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới các bác đấy ạ. Và chắc chắn là các bác đang băn khoăn rằng bộ đỉnh đồng với những cái đặc điểm nổi trội như vậy này, cao cấp như thế thì cái giá thành nó chắc chắn phải cao đúng không ạ? Nhưng các bác hoàn toàn có thể yên tâm vì đây sẽ là mẫu đỉnh đồng mà em muốn mang tới và cũng như là chia tới các bác với mức giá cho một bộ đỉnh đồng cao 65cm, gồm một đỉnh đồng này cao 65, hai hạt thờ cao 68cm và đôi chân nến cao 48cm như thế này, với màu sắc bền đẹp theo thời gian và có thể tự xử lý làm mới tại nhà một cách vô cùng đơn giản như vậy, thì đây sẽ là bộ đỉnh đồng với mức giá chỉ có 16.800.000 cho một bộ đỉnh đồng 5 món cao 65cm. Và nếu mà các bác cũng quan tâm và cũng mong muốn tìm kiếm một bộ đỉnh đồng như thế này thì các bác có thể liên hệ với em qua số hotline và Zalo em có gắn ngay trên màn hình của video luôn nhé. Còn bây giờ thì em xin phép được chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của em ạ.